Vâng, chúng tôi đã bước sang ngày thứ 9 của hành trình Web8 chinh phục Tây Tạng và điểm xuất phát của chúng tôi hiện nay đó là một khách sạn nhỏ thuộc huyện Bô Me, hay là tiếng Việt phiên âm ra nó là Ba Mật. Đấy. Đây là một huyện thuộc thành phố Lâm Chi, khu tự trị Tây Tạng. Ở đây thì thời tiết đang cực kỳ tuyệt vời luôn. Nhiệt độ ngoài trời lúc này độ khoảng tầm 8 độ C thôi. Trước mặt các bạn nhìn thấy núi, mây, mây ấp núi, núi ấp mây. Bây giờ chúng ta hãy cùng bước sang ngày mới. Let's go! Vâng, hành trình hôm nay thì chúng tôi di chuyển quãng đường chỉ đi khoảng hơn 200 cây thôi. Thời tiết quá đẹp. Tiếc rằng là hôm qua do trời mưa nên là cái khu vực hồ Randu đấy, chúng tôi không có nhiều cơ hội ngắm cảnh bao quát. Và người ta nói là toàn bộ hồ Randu dọc theo cái dòng sông này phong cảnh cực kỳ đẹp và được nhiều người coi đây là một thị sĩ giữa Trung Quốc. Đẹp và nên thơ. Hiện tại tôi đang ở trên quốc lộ 318, một quốc lộ rất là dài, huyền thoại của Trung Quốc. Và đây là cái km thứ 4.000. Đấy, đường rất dài, 4.000 km và còn tiếp tục dài nữa. Con đường mà chúng tôi đang đi đây là nằm trong ngày thứ 9 của hành trình V8 miền Bắc chinh phục Tây Tạng. Hiện tại những chiếc xe V8 của chúng tôi đang có mặt ở đây. Đây là xe anh Trung, anh Minh, anh Hội, anh Giang và xe màu trắng của tôi. Wow. Cao 7.500 m đấy. Cái núi trước mặt mình á em. À, wow. Cống Ca. Tống Ca. Cống. Cống. À, Cống Ca. Núi vâng cao nhất của Tứ Xuyên đấy. Con núi gì nhỉ cơm nhỉ? Cống. Cống Ca. Đẹp quá nhỉ. Tôi đi khoảng hơn 2.000 cây rồi, từ Hà Nội đến rồi. Bạn nói nào? Bạn nói như nào? Em bảo là tổng cộng là mình phải đi 12.000, bây giờ chỉ đi được 2.000 thôi. Thế thì bạn ấy nói nào? Giải thế. Càng đi càng đẹp đó. This is okay.
Bye bye bye. Ở đây là những cái trụ sạc điện. Wow. Đấy, thực sự rất là vui. Những cái cảm giác mà được đi xe lên những địa danh, những cái vị trí, những cái vùng đất mà chưa từng một chiếc xe điện Việt Nam nào đặt chân tới, thì chúng tôi, anh em VF8 miền Bắc đã có mặt. Và như vậy là chúng tôi vừa đi được 150 cây mà đến một cái thị trấn du lịch. Và bây giờ thì chúng tôi sẽ tranh thủ ăn trưa trước khi khám phá những cảnh vật ở địa phương. Đây là một cái làng du lịch. Ok, nhất trí. Đây gọi là thị trấn gì? Lu Lang à? Ở đây thì có những cái gì đặc biệt à em? Địa thế nó ở trong khu thung lũng rất là đẹp đúng không? Nó nằm ở một thung lũng rất đẹp mà xung quanh đấy người ta gọi là biển rừng. À. Người Trung Quốc người ta gọi là Lâm Hải đấy, biển rừng Lu Lang. À. Nghĩa là xung quanh đây là những cái rừng thông này gọi là bạt ngàn luôn, như biển luôn. À. Mà như em nói rằng là cái khí hậu ở đây nó rất là mát, ôn hòa đúng không? Ôn hòa hơn là những nơi khác. Ờ. Dễ chịu, rất dễ chịu. Tức là như em nói ở cái Tây Tạng mà có một nơi có nhiều cây như này là vô cùng hiếm đúng không? Vô cùng hiếm. Chính vì lẽ đó nên là người dân cũng tranh thủ phát triển cái du lịch đúng. Cảnh nó rất đẹp này. Ờ. Tí mình có thể đi vòng qua, đi ra đằng sau kia, có cái hồ nước các thứ. Cảnh rất là đẹp. Ở đây thì có đông dân không? Và họ sống bằng nghề gì? Dân đây thì ít, dân ở chỗ này thì chủ yếu là du lịch thôi. À. Suối nước đẹp chưa? Thanh bình. Wow. Trời ơi. Đẹp chưa anh em ơi? Êm đềm quá, thanh bình, trời tịnh nữa. Phía xa xa các bạn có thể nhìn thấy kìa, núi tuyết nữa. Lâm Hải, biển rừng. Bây giờ thì chúng tôi tranh thủ. Măm 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 măm.
Đã. Rất đông khách. Con mình đâu rồi? À, trong chưa? À, ăn họ vào gia vị. Và đây rồi. Đây chị ơi. Wow. 3 đêm chị ạ. ba đêm. Em đã bảo là 3 đêm mà. Mình chụp ảnh đấy rồi. Anh cứ lên, anh lên trên mạng sơ đấy. Thì là Lâm Chi ấy, thì nó nổi tiếng nhất là hoa đào Lâm Chi. Hoa đào mùa xuân Lâm Chi, cả một cái thung lũng hoa đào rất là đẹp. Mề gà. Có vẻ chưa ăn lẩu à? Hôm nay mình ăn ở đây là ăn lẩu gà nổi tiếng ở Lô Lan này. Lẩu gà. Nhưng mà lẩu gà nồi đá. Lẩu gà nồi đá. Đây mình nhìn. Rồi. Đây. Lẩu gà nồi đá đây. Họ dùng bếp ga này. Và đây là một loạt cái nước chấm. Tưởng thế nào? Tại sao anh Trung lại nói thế? Bởi vì là anh Hội là một trong những người của đoàn là cắm sạc có hiệu quả cực cao. Mình ngồi trong này, trong nhà này. Có thể tranh thủ nhìn ra ngoài như tôi đang tranh thủ đây. Những cái cảnh đẹp chưa từng thấy ở nơi nào. Với cá nhân tôi là như thế này, trước mặt các bạn là một núi rất nhiều tuyết trắng xóa, và đây là cái đoạn đèo trên đường 318 Huyền Thoại, và ở đây là đỉnh cao gần 5.000m. Tắt cái đèn đi để cho đỡ chói nào. Đỗ xe thôi.
Ok. Để xem nhiệt độ ngoài trời là bao nhiêu nào. Wow, bên kia là nhiếp ảnh gia hội. Các bạn đã nhìn thấy rằng là ở phía sau chúng tôi là những núi tuyết. Đẹp không? Và quan trọng, chúng tôi đến bằng những chiếc VF8. Đó là tuyệt vời. Mát không anh? À. Nó rất đẹp nhưng mà hơi mệt. Rồi, okay. nhất trí. Vâng, mọi người thấy lạnh nhưng mà thực tế thì nhìn lại ngoài trời lúc này cũng mát mát thôi, đâu đó 8 độ C thôi. Đấy. À. Chúng ta lại ngắm cảnh tiếp. Đây, nhìn những chiếc xe VF8 trên những cái điều kiện địa hình tuyệt vời của Trung Quốc. Chúng ta vui, chúng ta đang hòa nhập, chúng ta đang có những cái sản phẩm có thể chinh phục được những địa hình, điều kiện, thời tiết khác nhau. Và đây, mọi người đã, một vài người đã kêu đau đầu, khó thở. Trộm vía thì cái đau đầu đấy đối với tôi nó cũng hơi hơi trong mấy ngày trước. Còn bây giờ thì tất cả chỉ là wow. Yeah. Các bạn có thể thấy kìa. Ngắm thêm chút nhé. Wow, không biết là nhạc này có vi phạm bản quyền không đây. 7782 là gì đây các bạn ơi? Bắt đầu một con bò. Ui chào. Hùng vĩ quá, đẹp quá. Yes, from Vietnam. Vietnam. Where are you from? Yes, I'm from Hanoi, capital of Vietnam. Đây, các bạn có biết đây là cái slogan của chúng tôi trong hành trình này không? Drive our dream. Những chiếc xe VinFast đang giúp chúng tôi lái những cái giấc mơ của mình theo cái ý mà mình mong muốn. Đó. Thực ra mà nói thì rất nhiều bạn nói rằng là sao để xe bẩn thế, các bạn cũng thông cảm giúp. Thời gian đi lại, di chuyển nhiều lúc rất là khó khăn. Ví dụ như hôm qua, 2 hôm liên tiếp, 10 rưỡi tối mới về đến nhà. Rồi là mới lại còn quay ra sạc xe ăn tối. Nói chung là mọi người thường không ngủ trước 1 giờ sáng. Mà sáng thì 6 giờ, 6 rưỡi đã phải dậy rồi. Ăn sáng 7 rưỡi, 8 giờ di chuyển. Đấy, thế nên là anh em thông cảm. Còn cố gắng là chúng tôi sẽ để làm sạch nhất có thể, nhưng mà đi hành trình dài mà cái điều kiện không cho phép thì anh em cũng thông cảm giúp. Wow. À vâng, đây các bạn có thể nhìn thấy, bây giờ tôi thấy rồi, biết rồi. 7782 tức là độ cao của ngọn núi trước mặt các bạn. Đấy. Wow. Ngọn núi có 4 từ. Ôi. Cao chưa? Chúng tôi đang trên nóc nhà của thế giới. Anh Trang ơi, trước em có thể hơi đau đầu một xíu nhưng bây giờ thì em rất tự tin. Bây giờ em chạy ra đây. Anh quay cho em chạy nhé. Ok. Để limit đã. Nào. Chạy nhá. Xem vận động viên Chu Hữu Thọ thực hiện màn chạy 10m ở độ cao hơn 5m. Đâu, hơn 4.000. Đây. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đây, đâu, nó đi đâu? Văn Sĩ Giang đâu rồi? Ui, Văn chạy liên tục đây. Wow. Tiếp đây. Woo!
Đây, wow. Đấy. Em đã từng sang Nhật mấy lần rồi và em chỉ được xem cái được nghịch tuyết như thế này thôi. Nhưng mà lần đầu tiên hôm qua là em thấy tuyết rơi. Đấy các bạn thấy. À, đây chắc là lối đi qua nhà hàng bán. Oh. À đi nhờ. Ôi. Bán đồ lưu niệm. Đồ ăn. Đùa, chạy mệt phết đấy. Hàng ngày, hàng tuần mà chúng tôi ở nhà, tôi cũng hay tham gia đá bóng. Tuổi mình thì nói thật là cũng không còn phù hợp nữa với nhiều người, nhưng mà mình đá dưỡng sinh thôi thì cho nó khỏe. Vừa rồi chạy một xíu nữa thì cũng thấy mình vẫn còn chạy tiếp được đấy các bạn. Đấy, còn nó bảo nó thở hay không thở, đương nhiên rồi, độ cao như thế. Wow. Hình ảnh có rác tí, âm thanh có lục đục tí. Thì đây là cái quay tại hiện trường nên là anh em bỏ qua nhá. Còn bạn media riêng thì bạn ấy sẽ làm theo cái kịch bản riêng. Còn đây là tôi làm ngẫu hứng thực tế. Và nếu các bạn góp ý, chia sẻ như nào đó để chúng tôi làm tốt hơn thì chúng tôi sẽ sẵn sàng. Còn từ hôm nay thì chúng tôi sẽ cố gắng là một mặt chúng tôi sẽ làm những cái tập để tổng kết lại hành trình, còn mặt khác thì chúng tôi sẽ cá nhân tôi sẽ có những cái chia sẻ rất là trực tiếp và nhanh nhất. Anh em V8 miền Bắc ơi, anh em VinFast ơi, V8 miền Bắc đang đem cờ đến tất cả những chỗ chúng tôi có thể đem tới. Đấy, hình ảnh Việt Nam, hình ảnh VinFast chinh phục đỉnh cao 5.000m. Việt Nam, V8 miền Bắc, VinFast, V8. Như vậy là chúng tôi đã đặt chân đến thành phố Lâm Chi của khu tự trị Tây Tạng, và việc đầu tiên đây có cơ hội rồi là chúng tôi đi rửa xe.